Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với tất cả cô chú anh chị về câu chuyện của Thám Tử Cao. Vẫn tiếp tục bình cũ nhưng rượu thì mới, câu chuyện nó hoàn toàn mới hết cô chú anh chị. Ngày hôm nay thì một số anh em thì họ cũng đã đăng tải rằng là Thám Tử Cao là đúng như cái lời thầy ông nội nói là một tên phản phúc là đúng rồi đó cả nhà. Vì mới đây một người rất là thân cận và những người, một người ân nhân đó, nói thẳng là ân nhân của cả gia đình thằng Thám Tử Cao luôn đó, chứ cái lúc mùa dịch đó cô chú anh chị, là họ cũng đã thăm khám, họ cũng đã là coi như là thăm khám, thậm chí luôn bạn Thám Tử Cao, cả gia đình nó, cả con cái, cả vợ nó, cả ba mẹ nó, người ta giúp đỡ như vậy, người ta thăm khám nó như vậy, người ta quý trọng nó như vậy. Thậm chí là người ta giới thiệu luôn một luật sư rất giỏi từ cái vụ án ở Trà Vinh đó cô chú anh chị. Nếu mà không có ông luật sư giỏi đó thì Thám Tử Cao tới bây giờ chắc cũng có thể là cũng chưa có ra, cũng chưa, không chừng cả nhà. Vậy mà không biết lý do gì mà Thám Tử Cao lại lên chửi ông này một cách vô cớ cả nhà. Tới thậm chí tới thời điểm này nè, ông này ông cũng không, ông khi mà ông liên hệ với các anh em, ông nói là tới thời điểm này anh không biết, nhưng mà khi thấy tụi em nói về nó thì anh ngồi anh suy luận lại thì anh thấy rằng cái bộ mặt thật của nó đúng là như những gì thầy ông nội chửi, gương mặt nó là gương mặt phản phúc mà trước đây anh không nhận ra. Để bây giờ khi anh nhận ra rồi thì nó quá muộn màng, anh nhận cái kết chua chát quá. Khi mà nó cần cái ông này á thì cả nhà biết không, là nó gọi điện, mà thậm chí là hồi mùa dịch không đi đâu được đó cả nhà, rồi làm talk show chia sẻ về câu chuyện này, chia sẻ về câu chuyện kia. Thậm chí ông này tốn hơn 100 triệu đồng tiền cước điện thoại, cô chú anh chị tin không? Tại vì ngày nào cũng gọi, gọi lần mấy gì, mấy tiếng đồng hồ như vậy đó cả nhà. Đó. Vậy mà Thám Tử Cao nó phủi ơn, nó quay lưng, nó quay xe, nó phủi ông luôn cả nhà. Dễ sợ không? Quá dễ sợ cả nhà. Đúng là bản chất của con người. Thám Tử Cao ơi, mày muốn sống tốt, mày muốn sống đàng hoàng á, thì mày coi là cái nhân cách, cái đạo đức của mày đi. Chứ mày sống cái kiểu đó hoài, mày đi tới đâu, mày làm cái gì thì mày cũng kiếm chuyện phản phé người ta. Tôi nói thiệt, trong cuộc sống này á, hơn nhau là cái chữ nước cốt nhỏ đường trị đau lưng, nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu sâu bóp và bông gân, chật tay chật khớp, xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Chữ nhân chữ nghĩa chứ không phải hơn nhau là cái chữ cái nhẫn, nhưng mà thêm chữ tâm, hiểu không? Con người gì mà nhẫn tâm dễ sợ cô chú anh chị. Một cái người ân nhân giúp cả gia đình nó, mà kết quả cuối cùng thậm chí giúp nó từ cái chỗ mà đáng lý là dính trưởng mà dính giam á, chứ không phải treo đâu đó. Nhưng mà nhờ đã giới thiệu một luật sư giỏi đưa ra những tình tiết nó quá hay, mà trong cái lúc mùa dịch người ta đi vì câu chuyện của nó đó, người ta đi test đi đồ đó, coi như là ta đi á, đi vì cái ông kia, ông nói á, cái ông kia, cái người mà quen biết với nó nói rằng là này là cháu tôi, em tôi, cho nên là người ta chỉ lấy cái giá là coi như là giá tiền xăng tiền dầu thôi cô chú anh chị. Mỗi lần đi có vài triệu đồng mà cô chú anh chị nghĩ đi, một luật sư mà người ta bước ra người ta làm rồi mà nó nghĩ làm sao mà đưa cái chi phí còn thua đó, đưa cái người bình thường đi làm nữa cả nhà. Đó, vì cái ơn cái nghĩa giúp nhau, nhưng mà kết quả cuối cùng thì nó vẫn là phản phé. Đúng là chỉ có phản phúc thì nó mới làm được điều đó cả nhà. Tôi nghĩ trên đời này có những thứ, có những cái mà mình không hình dung được cả nhà. Nó lên mạng nó vu khống bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng. Ông Huỳnh Uy Dũng thì nó cho rằng là phản động, còn bà Nguyễn Phương Hằng thì cho giật chồng người ta. Cô chú anh chị thấy nó giả mang không cô chú anh chị? Rồi để một ngày khi mà nó cảm thấy rằng là nó thậm chí nó thách thức bà Nguyễn Phương Hằng, thưa nó,
Còn người ta lập ra quỹ hằng hữu thì nó cho rằng là cái quỹ đó hoạt động gian lận, nó thách thức ông Dũng, nó thách thức bà Hằng, thưa nó. Nhưng mà cô chú anh chị biết không, kết quả thì sao cô chú anh chị? Kết quả thì sao? Kết quả nó xóa clip, nó ẩn clip, rồi nó lên một cái clip nó xin lỗi ông Dũng. Nó nói rằng là nó có đưa thông tin này kia kia nọ sai sự thật, nó không có kiểm chứng, nó cho nên là cho nó nhận lỗi sâu sắc, cho nó nhận lỗi chân thành, nó vô cùng xin lỗi cho ông Huỳnh Uy Dũng. Cả nhà coi đó, nó chửi người ta, nó nhục mạ người ta, mà người ta đâu phải là cái người đó. Thứ nhất là cái người lớn, thứ hai là người ta là một doanh nghiệp có uy tín, có tầm cỡ, chứ không phải là cái thứ mà cà lơ phất phơ ất ơ như nó nghĩ, mà nó lại đi coi như là vu khống bịa đặt, nói dốc nói láo người ta cả nhà. Để rồi hả, nó lên một cái clip đơn giản, nó chửi người ta hàng trăm cái clip, hàng ngàn cái clip, rồi nó xin lỗi người ta đúng một cái clip mà chưa tới 2-3 phút vậy đó. Mất dạy không cả nhà hả? Quá mất dạy đúng không cả nhà? Trời ơi là trời, cái bộ mặt thật của nó thì càng ngày nó càng coi như là ô dè ra của nhà cả nhà. Cái bộ mặt thật của nó càng ngày càng ô dè ra. Quá trời quá đất. Thấy không? Càng nói ra thì càng cái bộ mặt thật nó, bởi vì thằng này nó sống không bao giờ nó có bạn cả nhà. Nó không bao giờ có bạn bè thân thiết, không bao giờ có bạn bè thân thích. Bởi thằng này nó sống, nó sống với bản thân nó sống với gia đình nó sống với xã hội, nó sống dơ, nó biết mình đó. Cái nhà biết rằng là trong câu chuyện Thiền Em á, Thám Tử Cao này nè, nó cũng hả lợi dụng các anh em, nó lập băng lập nhóm ra để những anh em nó đi săn tin cho nó ngồi ở nhà nó live stream, nó coi như là nó muốn tin hót tin đồ trước, toàn là lấy trước người ta. Nhưng mà hả, còn nguy hiểm thì anh em tự chịu. Rồi nó chửi anh em, nó nói là chết nhát quá thì đừng có mà đi làm, ở nhà đi. Trong khi đó bản thân nó là nó ở nhà không à. Cả nhà thấy không? Cái câu chuyện của Hồ Duy Hải cũng vậy. Nó làm, nó đặt cái tên Thám Tử Cao đó là từ cái vụ án Hồ Duy Hải đó cả nhà. Rồi tới thời điểm này đó, cô chú anh chị thấy nó có làm nên cơm, làm nên cháo gì không? Không làm được cái gì hết. Vì thì thằng này nó thuộc cái hệ gì mà cả nhà đi tin nó. Thì mới đây á cả nhà, mới đây trong câu chuyện Hồng Loan á, thì tôi nói cả nhà nghe vậy nè. Trong câu chuyện Hồng Loan á, chị Ni thì cũng đã nói rồi, nếu ai bị thưa bị kiện gì đó thì bà sẽ lo cái tiền án phí rồi cho, tiền luật sư rồi này kia cái nọ đó, bà sẽ lo cái chuyện đó. Cho nên á, là những người nào bị kiện, bị tụng, bị đồ đó. Nhưng mà riêng Thám Tử Cao là bà không lo nha. Về đợt này á, thì người ta cũng nói thẳng và vạch mặt thẳng luôn. Cái đám mà Tam Bộ Tam Sơn này nè, người ta vạch thẳng mặt luôn cả nhà. Người ta sẽ nói thẳng mặt luôn, nói quan điểm rõ ràng luôn. Đừng có để một bên nào thì bên, phe nào thì phe, ủng hộ thì cảm ơn, còn không ủng hộ thì thôi, còn quay xe thì coi chừng ăn đơn đó, người ta nói thẳng luôn. Nhưng mà còn riêng chỗ mà cái con cái đứa nào mà trong cái bộ Tam Sơn nó nói về vấn đề mà hàng Hồng Loan coi như là kém chất lượng này kia nọ đó, cái con Vi Trang Vina đúng không, nói về chỗ có kem gì, nói Mỹ là bán kem dưỡng da sức mụn mà mặt mụn không đúng không đó, là con đó là ăn đơn của Hồng Loan là chắc rồi đó, chắc chắn luôn là ăn đơn không có Hồng Loan cả nhà. Ngày hôm qua cả nhà cũng thấy rằng là rất là nhiều anh em ra sân bay đón Hồng Loan. Thì cho tôi chuyển câu chuyện xíu. Thì cả nhà cũng thấy rằng là khi mà cái đám mà ve, cái đám ve, đám đồ mà nó thấy Hồng Loan mà được săn đón cái đó thì nó cay tới mức độ nào. Bà Mi Xuân mà bà thấy cái đó thì thôi chứ, chắc ba đi vô nước biển nữa quá. Trời đất ơi, đón như ngôi sao hạng A gì cả nhà. Kỳ vậy. Sao người ta ăn ở sao mà nhiều người yêu mến, nhiều người yêu quý.
Còn có nhiều người ăn ở sao á, mà đi tới đâu người ta ghét tới đó, đi tới đâu người ta chu chéo tới đó cả nhà, không hiểu luôn á. Sống trên đời này á, hơn nhau là cái chữ tình đúng không cả nhà. Lon nó sống bình thường, nó sống bình dị, nó sống cũng không có gọi là lợi dụng ai hay là gì gì ai hết, sống tình cảm. Thì bởi vì á, cho nên như thế thì mới được là lòng nhiều người, cho nên như thế là mới được nhiều người yêu quý, nhiều người yêu mến. Chứ hỏi ra như giống như cái mấy mẹ con là cái bà sáu đó, sống nó ai đâu ưa đúng không, không ai ưa. Tôi nói cho mẹ con đó là nó thẳng ra là không ai ưa chứ cả nhà. Sống trên đời hơn nhau là cái gì? Hơn nhau là cái chữ tình, chữ nghĩa. Còn bao nhiêu năm nữa đâu mà hững hờ. Nhưng mà sân si nha, mẹ con nhà Cám thì sân si cực kỳ. Giờ nhập thêm cái bầu Tam Sơn này nữa thì tôi nói quá hấp dẫn luôn cả nhà, quá hấp dẫn luôn, quá hấp dẫn luôn cả nhà. Cho nên là câu chuyện của con Thám Thứ Cao á là nó sẽ nhập chung như cái bộ Tam Sơn này, rồi trong thời gian nữa đó nó lôi nó kéo cả nhà sẽ có thấy là một cái trend mới, một cái drama mới vào, cái đầu là vô càng sâu, cái đầu là bắt đầu vấn đề pháp lý vào, cái đầu tôi nói là cả nhà thấy nó bắt đầu là pháp lý xàm xí nè. Người để đòi thưa kẻ này đi khám, kẻ thì đòi thưa người kia đi khám, rồi cứ guộc xào quần qua xào quần lại, rồi không thấy ai đi khám. Nó giống như karma của trong CEO của Phương Hằng đó. Chị CEO Phương Hằng đó, có chơi có chịu đúng không, nhưng mà cái đám mà ủng hộ đó, cái đám mà ủng hộ bây giờ là nó như cái nồi cháo heo, nó tày quầy, nó tày le tắt lét hết trơn, thấy nha, ghê gớm lắm. Thậm chí là hồi xưa Thám Tư Cao nó chửi chị Hằng đúng không, sau này những người ủng hộ chị Hằng đi bắt tay với Thám Tư Cao luôn, đi bắt tay những kẻ chửi chị Hằng luôn. Thì bây giờ cái câu chuyện của nhà ông Năm cũng như vậy đó, nó cũng bắt tay nhau, chửi nhau, choảng nhau, nó ui nó vạch mặt nhau tè le tắt lét, drama nó giống nhau cái đoạn cuối đó nha, giống nhau cái khúc cuối á, khúc cuối rồi không biết là người nào phe nào luôn. Thì tốt nhất tôi chả phe ai, tôi chả bên ai, tôi cứ đường thẳng mà tôi đi, tôi cảm thấy không được tôi nghĩ, tôi không chơi nữa, tôi nghĩ nhiều chuyện. Chứ còn mà mấy người này làm riết tôi mệt quá thiệt luôn á, thấy mệt quá. Trời ơi là trời, sống trên đời này hả, được bao nhiêu năm đâu mà hững hờ, sống trên đời này được bao nhiêu tháng đâu mà hững hờ, sao nhiều người lạ thế đúng không cả nhà. Thám Tư Cao á, tôi nói với cả nhà nè, nó là cái người sáng giá nhất trong câu lạc bộ Juventus, nó là người sáng giá nhất. Tại vì á, nó ăn không biết bao nhiêu là đơn cả nhà, ăn không biết bao nhiêu là đơn. Nếu người ta gom lại người ta xử lý là thằng Thám Tư Cao này mệt mỏi lắm. Thiền Am nó cũng ăn đơn, Rama chị Hằng nó cũng ăn đơn, rồi Rama nhà ông Năm nó cũng ăn đơn, ăn đơn nhiều lắm đúng không. Tại sao nó ăn đơn? Nói bậy bịa chuyện, nói dốc nói láo đó, nó là như vậy đó cả nhà. Chứ đâu phải là nó hay ho hay là cái gì đâu, nó bịa chuyện không à. Rồi ta một thời gian nó thấy không được cái là nó quay xe nó ẩn clip. Thằng này là chuyên gia, cái nó lên nó dò. Trong câu chuyện Rama CEO Nguyễn Phương Hằng, tôi nói thiệt với cả nhà, nó không, nó mấy này nó ngồi nó dò nó tìm, nó dò nó tìm coi bên chị Hằng như thế nào, rồi bên ông Yên như thế nào, nó dò nó tìm thời gian, nó thấy à cũng có người nói chị Hằng, cái đầu nó leo vô bằng gây sự chú ý. Lúc đó Rama đi cũng được một giai đoạn rồi cả nhà, đi được một giai đoạn rồi, đầu là nó mới bay vô nó gây sự chú ý bằng cách là cả nhà biết gì không, bằng cách là hả, nó chửi những kênh mà ủng hộ chị Hằng, mà những kênh lớn nhân hàng như Lang Thang Đường Phố, Bánh Mì Đây TV, rồi những kênh mà có tiếng tăm đó, nó bắt đầu là bắt đầu nó vô nó nói, nó khịa, nó nói nó có bằng chứng này kia cái nọ, nó vạch mặt những kênh đó như vậy vậy, ta cứ nghĩ là thật, ta theo nó rồi cứ buộc, không có cái gì hết, nó là một cách bìa chuyện xạo sự để kéo khán giả đó.
tới giờ bắt đầu là nó ẩn liếp đi. Nó chủ yếu là, chủ yếu của nó là, mục đích của nó là chủ yếu là câu like câu view kiếm tiền thôi, còn ai 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 khổ mặc ai chứ nó đâu có quan tâm, đúng không cả nhà? Thì những kênh khác thì cũng như vậy thôi, cũng không hơn kém. Bản thân tôi cũng vậy à. Nói chung là mình quý cái người, quý nhân vật trong câu chuyện đó, rồi yêu thương nhân vật trong câu chuyện đó, cho nên là mình cũng có cái mình binh mình giật. Nhưng mà nói gì thì nói, mình chỉ một phần nào đó những dòng suy nghĩ, dòng trạng thái, rồi mình yêu quý nhân vật đó, rồi mình ủng hộ về họ, thấy họ làm đúng. Nhưng mà có những nhân vật đó thì trước đây tôi có ủng hộ một nhân vật, nhưng mà sau khi tôi thấy cái nhân vật đó tôi tiếp cận, tôi tiếp xúc ăn uống này kia nọ đi chơi, tôi thấy cái người này không đáng để ủng hộ, bắt đầu tôi lẳng lặng, tôi nín thinh, tôi quay xe. Thậm chí lúc đó là cái người, cô chú anh chị biết không, thậm chí lúc đó lắm, anh chị Mạnh Thường Quân, anh Mỹ Pháp á, coi như là điện mà năn nỉ luôn, để coi như mình đứng lên mình nói về câu chuyện đó, và họ gửi tiền để mình trao cho những nhân vật đó. Nhưng mà mình cho số thẳng, mọi người tự liên hệ, mọi người tự liên lạc, rồi mọi người tự nói chuyện. Nhưng mà mình chỉ nhắc một câu duy nhất thôi, anh chị biết rằng là khi em chơi với bất kỳ nhân vật nào hay bất kỳ ai mà em đã bỏ, em không chơi nữa, thì anh chị phải coi lại người đó. Em chỉ cân nhắc anh vậy là nên cẩn thận, thế thôi. Thì những người đó họ cũng thận trọng, ban đầu là họ cũng định gửi gì một số tiền rất là lớn để cho mua nhà, để cho mà coi như làm ăn buôn bán rồi đó. Nhưng mà khi họ nghe cái câu chữ cẩn thận của tôi đó là họ thận trọng, họ tiếp xúc từ từ một thời gian, thì họ quay lại họ nói đúng, em nói đúng đó, chơi với người ta rồi mới bắt đầu thấy rằng là nên thận trọng là đúng. Em hay, em không nói nữa, nhưng mà em không giúp nữa, mà em cũng không nói nữa, mà em cũng không ủng hộ nữa, em lặng lặng em đi làm cái khác. Cho nên là anh rất là quý em, thật sự có nhiều người họ quý tôi lắm, vì họ thấy rằng là mình không quay xe. Đúng lý ra cái nhân vật đó mà tôi quay xe nha, tôi dập cho bằng coi như là tơi tả luôn. Tại vì tôi vô, tôi trông, tôi biết thâm cung bí sử, tôi biết hết tất tần tật hết rồi. Nhưng mà mình làm gì để làm gì cả nhà, coi như mình hiểu, mình coi như là mình tin lầm một người đi đó, thế thôi, chứ đâu có biết làm sao hơn cả nhà. Thế là tôi không ấy nữa, bởi khổ lắm. Cho nên là thôi, bản tin buổi trưa ngày hôm nay thì gửi đến tất cả cô chú anh chị vậy, về nội dung của Thám Tư Cao. Chứ tôi thì cũng như Thám Tư Cao biết rồi, quay xe làm một drama mới đó, tôi không có nhu cầu đó. Tôi cảm thấy không thích nữa thì tôi kiếm chuyện khác tôi làm, chứ tôi không có quay xe để mà nói A, nói B, nói hu, nói vượng đâu. Không có chịu điều đó, thật sự luôn. Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị, hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cô chú anh chị ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhậu, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè đó, những người mà bị coi như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị đó. Sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu sao bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.